Dạ em xin chào tất cả các anh cần thủ, chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em Video này là video số 160 ngày 19 tháng 7 Hôm nay em tiếp tục lên lô máy các anh nhé Lên lô máy để phục vụ cho các anh đây ạ à. Bên trên thì em sẽ có là 8 con nhé, 8 con máy biển Hôm nay sẽ có 8 con máy biển bên trên Và những dòng máy thì một máy con mấy câu bè hai con nhé hai con câu bè Ikada cho mình Và những dòng máy sai thì sai tầm là 2000 000 2 000 đổ lên tới 10.000 các anh nhé Đây, ở trên có hai con hợp kim nghiên khối cho mình câu Câu lục và đánh bắt uh xa bờ và câu biển nhé sai lớn cho mình câu cá lớn ạ à. đây ở đây có một con chắc liệu carbon cho mình câu lục nhá và một con máy tay quay đôi đây cô đi à, máy tay quay đôi và một con máy nhôm rất là đẹp sai 2.000 nhé cho mình câu dạng bạo lực bởi vì máy nhôm thì cho mình câu dạng bạo lực cho mình và mình dùng sức để câu nhá anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình số điện thoại của em là 03567 76692 giá bên em vẫn vậy chưa bao gồm phí ship Ship là mỗi máy 30k nhá. Anh nào đặt trên hai máy thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho các anh. Rồi, em xin phép lên con đầu tiên. Em lên nhanh cho các anh nhá. Đây, Olympic 200 con mấy câu bè. ạ. Đây. Con này một chiều chốt chặn đây, bình thường các anh nhá. Ở đây thì cái nút gạt, cái nút gạt mở âm thanh cho mình nhá, nó có cái âm như vậy đây. Ở đây là tắt. Một chiều chốt chặn đầy đủ. Ở đây là nút xả xả hai chiều cho mình, hai chiều nhá, nút xả dây cho mình cả dây nhé đây là một chiều chốt chặn đây bình thường các anh nhé đúng sự thì vẫn đầy đủ đây chắc cứng rồi. đây con này là hãng Olympic hàng nội địa Nhật Bản nhé đây mấy in Japan mã số là mã số 1 giá là 90k đây nội địa Nhật nhá các anh nhé Olympic Midget 200 mã số 1 giá 90 nhé <laughs> mã số 2 là một con máy câu bè dạng câu bè luôn dạng rùa cho mình hãng Shimano Titanus Chinomatic 1000 đây xứ của nó vẫn còn rất đẹp ca nhé một chiều chốt chặn đầy đủ đây xả cước đẹp đây, à. đây bên đây thì núm sụp bùn nhá các anh muốn chặt thì mình quặn lại đây và các anh muốn lỏng thì quặn cái núm sụp ra nhá nút xả cước đây ạ đây mấy câu bè nhá cho mình uh, câu bè con này mã số là mã số 2 giá là 190 nhá mã số 2 giá 190k tiếp đến là mấy câu đứng ạ à. con này màu tím nhá màu tím cô đi ra xuất nhật con này là idol spin 3000 sai thật của nó là 3000 đến 4000 nhá số cước đây số cước là số 2.8 là 200 Số 3 là 165, 3.5 là tầm là 125 nhá. Đây, đúng rồi nhá. Cối là cối dạng cối nhựa, nhựa cối mũ cho mình, mô bin là mô bin sống ạ. À. cước đây. Tốt cả nhá, lần cước đây ạ, à. lần cước đã dùng qua nhá. Nó còn mượt, nó trong nó hơi cũ thôi nhá. Tay quay thì trái phải đều được ạ. À. Mô bin sống nhá. Một chiều chốt chặn đây. Thì những con máy bên em thì cái bánh răng đều là bánh răng kim loại hết đó nha. Đây, bánh răng kim loại hết em mở cho các anh xem luôn. Đây, bánh răng kim loại hết nha. Một chiều chốt chặn. Đây, hai chiều nhé Thì con này mã số là mã số 3, giá là 200k. Mã số 3 nha, giá 200k. Sai thực là 3.000 nhá Con tiếp theo con này sai thực là tầm là 4 Cũng là 2.000 3.000 cho mình 2.000 đến 3.000 nhá Số cước là số 2 200 Số 3 là 165 Số 4 là 110 Con này là của Kodia xuất nhập Dòng Long IC 1000 Mô binh là mô binh sống nhá Lưỡi gà keo cho mình đặt cước đây Lăng cước sáng đẹp ạ à. Nó hơi bụi thôi Đây Lăng cước sáng này tay quay thì đổi tay trái phải đều được một chiều chốt chặn ạ. À. đây hai chiều đây ạ à. con này mã số là mã số 4 giá của nó là 180 nha mã số 4 giá 180k sai thật là tầm 3.000 cho mình con tiếp theo ạ à. đây con này là cô đi xuất nhật ca à nhé con này ra tiêu ghi sẵn là 4.2. Đây, thân là carbon cuối là cuối dạng nhựa, dạng mụ cho mình. Số cước đây ạ. À. Số 4 là 180, số 5 là 130, số 6 là 100 ạ. À. Sai thực của nó là 4.000 nhá 4.000 thì đây, đa dạng câu ạ. À. Đa dạng câu. Đây, các anh muốn cầu lóc, cầu gì thì cũng được nhá Korea xuất nhật. Con này một chiều chút chặn đây. hai chiều đây ạ. À mô bi là mô bi sống thôi nhé đây gạt cước đây cắt tốt lăn cước sáng đẹp luôn nha ốc vít thì còn sáng nha đây tay quay thì đổi tay trái phải đều được con này mã số là mã số 6 giá là 200k nhé mã số 6 giá 200k nước sơn là màu rêu à mã số 7 đây con này là thuộc là Kodia xuất nhật cho mình mô bi là mô bi sống ca nhé đây một viên sống đây con này là Dew 2000 chạy bom bờ đinh ratio ghi sẵn là 3.9 số cước là số 4 200 số 5 là 150 số 6 là 100 sai thực là tầm 4.000 đến 5.000 4 000 đến 5.000 nhé đây mát tắt đây nước sơn dạy một kem kem nhám cho mình của pin sống nhắc cối hợp kim đây để cước đây chắc tốt ạ à. lăng cước ạ à. lăng cước hơi cũ đấy ca nhá đây cứ thì nó còn mượt, cái màu nó hơi cũ thôi. Tay quay thì đổi tay trái phải đều được, ngoại hình thì có sơ suất nha. Hay nhật bản thì không thể tránh khỏi. Đây, em mời các anh xem. Hai chiều đây ạ. À. Con này thì lúc đề ban thì nó hơi nặng một tí, nhưng mà lúc quay sâu thì nó sẽ có trớn, trớn nha cả nha. Con này mã số là mã số 7 giá là 220 nhé. Mã số 7 giá 220k. Mã số 8. Con này là thuộc China xuất nhật. China xuất nhật nhá Đây, GS50. Con này thì số cước là số 1 là 126, số 2 là 175, số 3 là 160, số 4 là 130. Con này sai thực là tầm 3 đến 4.000 nhé. 3 đến 4 nghìn mô bin là mô bin sống ạ, à. Cái cước đây rất nhạy, lan cước rất sáng luôn nhé, rất là sáng, tay quay đổi tay trái phải đều được, một chiều chút chặn đây, con này quay rất mượt ạ, à. đây, con này mã số là mã số 8. giá của nó là 150 k ca nhé. Giá tiêu ghi sẵn là 4.3 khá cao. Mã số 8 giá 150k. Đây. Con tiếp theo. Mã số 9 con này của Korea xuất nhật. Con này LB3000 Leo Spin. Leo Spin của hãng Tactics Enjoy. Số cước đây. Số 3 là 220. Số 4 là 165. Số 5 là 125. Sai thực sai lớn tầm là 4 đến 5.000. Sai lớn nha. Cối là cối hợp kim đây. Mô pin sống đây ạ. À. Đây. Trái tiêu ghi sẵn là 4.6 nha Khá cao gần cao luôn cho mình luôn. Đẹp cước đẹp, à. cắt tốt ạ. À. Lăn cước nhá. em mời các anh xem. Đã dùng qua nhá. Nó còn sáng. Đây nó cũng còn mượt cho mình. Đây. Em mời các anh xem kỹ nha Tay quay thì đổi tay trái phải hai bên đều được. Một chiều chốt chặn đây. Đây. Hai chiều đẹp. Con này mã số là mã số 9 giá là 250k nhé. Mã số 9 giá 250k. Lúc đề 3 nó hơi nặng một tí rồi nha. Đây, các anh về bảo dưỡng lại thêm dầu lại cho nó mượt bên trong nhé. Mã số 10, con này thì một bên tay phải nhé. Hãng Shimano Z01. Size thực của nó là gần 6.000 nhé. Size thực sẽ tầm 6.000 cho mình. Mobile là mobile sống ra tiêu ghi sẵn là 3.8 thì con này nó mắc cái lưỡi gà bên trong nhá cái nào mà chế được cái lưỡi gà thì mình lấy lưỡi gà mình chế lại nhưng mà mua bên sống rồi đây ship cốt vẫn chắc nha đây con này số cước là số 3 400 số 4 là 325 số 5 là 235 số 6 là 210 nhá sai thực là tầm 6.000 đổ lên gạt cước đây rất nhảy ra nhá bên trên này à. lăng cước còn 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 mượn nhá đây tay quay một bên tay phải duy nhất hàng nội địa Nhật Bản nhé Một chiều chốt chặn đây. Hai chiều đây ạ. À. Đây. Con này mã số 10 giá là 200k nhá. Mã số 10 giá 200. Ngoại hình thì cũng còn ok đây. Còn sáng bên đây anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình số điện thoại của em là 0356776692 con tiếp theo một con này chất lượng cho các anh mua về cầu nha nước sơn của nó là nước sơn màu đen ở ngoại hình của nó có trầy chài... chóc nước sơn đây các anh về các anh sơn lại ok nhé đây mình về sơn lại đẹp ạ. đây con này là của hãng olympic Pit CU CU 200 nhé chạy bom 10 đêm giá tiêu ghi sẵn rất là cao 5.13 số cước đây số 2 là 330, số 3 là 225, số 4 là 160, số 5 là 125. Hàng nội địa Nhật các anh nhé. Đây, Min Mô bí là mô bí sóng cối hợp kim. Đây, bên trên này à. còn đẹp nhá bên trên còn đẹp. Gạt cước ạ, à. gạt cước còn tốt nha Lăng cước sáng đẹp luôn. Đây. Tay quay thì đổi tay trái phải đều được. Thì bên này nó mắc cái cái ốp nhá cái ốp ở đây nó có con ốc bên trong có thêm một con ốc nữa nhá hai 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 dây ốc à hai viên ốc nhá ốc bên ngoài bằng đồng cho mình còn chắc nha nhá cái ốp là cái ốc ngoại hình thôi đây tay quay đây một triệu chốt chặn đây đây con này câu rất là tốt anh nhá size của nó là size tầm là 3.000 đến 4.000 nhá cái dạng cái hình dáng của nó lùng thôi size tầm 3 đến 4.000 cho mình đa dạng câu nhá thì bên đây cái gạt của nó cái gạt của nó rất là chắc nhá bởi vì nó, nó đây cái phần này nó cứng này đây. đây, đây em đẩy qua là nó chắc lắm nó rất là chắc lượng ra nhá nó không có lỏng nó không có lỏng nha đây bạn hoạt động bình thường đây đây con này mã số là mã 11 giá là 220 k nhá đây quá tốt đây nha sơn lại là đẹp liền mã 11 giá 220 đây nó cũng giống như con này thôi nhá những con này thì nguyên bản là nó không có ốp rồi con tiếp theo là Ryobi RX01 ra tiêu ghi sẵn là 3.8 hàng nội địa Nhật Bản nhé. đây mới con này là sai thực là tầm 4.000 cối là có nhựa có mũ mô sống nha lưỡi gà kêu đầy đủ kẻ cước đây chắc tốt lăng cước sáng đẹp luôn nha chắc sáng ạ à. bên trong chắc sáng tay quay thì trái phải đều được một chiều chốt chặn đây đây những con này thì đi câu giải trí thì rất là ok rồi các anh nhé đây mã số của nó là mã 12 giá là 250k mã 12 nhá giá 200 rưỡi đây tiếp theo đây con này cái tem nó đẹp các anh nhé tem nó đẹp con này là Ken Ken Jet Spin Mix 715 745A à, con này sai thực là tầm là 6.000 cho mình 6.000 các nhá hàng nội địa nhật đây hãy mời các xem in chữ ra ban cho mình nhá góc chân cối là cối hợp kim mà mô bin là mô bin sống nhá thì con này nó mắc cái lưỡi gà cái anh về chế cái lưỡi gà vô bằng nhựa thôi cái lưỡi gà thường là bằng nhựa cho mình đây cái cước đây lăng cước là lăng cước đã dùng qua cái về cái anh mài giúp em nhá tay quay thì đổi tay trái phải đều được cái hình dạng của nó ở bên dưới thì giống con kít giống con kít đây con này thì hoạt động thì em mượt nhá các anh nhá hoạt động em mượt con này bị cái là ngoại hình thôi đây sai thực là tầm 6.000 nhá toàn thân là hợp kim nguyên khối mã số 13 giá là 300 k mã 13 nhá giá 300 mã số 14 là con Rio GX 200 tem thì hai bên vẫn còn đầy đủ luôn nhá có này là hàng nội địa Nhật Bản cối là cối dạng cối nhựa của mụ mô bin sống lưỡi gà keo Kè cước đây, chắc tốt. Lăng cước màu nâu sáng nha, rất sáng ạ. À. Tay quay thì đổi tay trái phải đều được. Con này số cước số 2 là 290, số 3 là 200, số 4 là 130. Sai thực là 4.000 nha. Một chiều chốt chặn đây. Con này sai thực 4.000 cân nha. Cái ngoại hình của nó, nó ốm, nó ốm, nó lép vào. Đây, quay rất mượt ạ. À. đây ngoại hình đây nước sơn là dạng màu mực nhá màu mực mã số là mã 14 giá là 250k mã 14 giá 250k nhá tiếp đến có mã 15 con này là thuộc China xuất nhật con này Suzumi multi spin 100 chạy một bon bình số cước 1.5 là 180 số 2 là 130 số 3 là 100 số 3 là 80 nhá sai thực là gần là 2000, 000 1.000 năm đến 2000 000 nhá ốp là cối là cối nhựa cối mụ, mô bin là mô bin sóng gạt cước đây, rất tốt cả nha. thì đây china xuất nhập nhưng mà cái <laughs> bánh răng của nó là vẫn là kim loại cả nha, em mời các xem bánh răng kim loại nha không phải nhựa nha tất cả con máy của em bên này thì đều là bánh răng kim loại hết ạ. À. đây, tay quay thì đổi tay trái phải đều được một chiều chốt chặn đây hai chiều đây ạ à. con này mã số là mã 15 giá là 160 k nhé mã 15 giá 160 con tiếp theo con này là thuộc Đài Loan xuất nhật à. carbon spin 900 của hãng Daiwa tem vẫn còn đây mọi người xem tem một cái, cái, cái tem đây cái miếng tem này vẫn còn đây tem kim loại và tem kiểu dạng cao su nhé vẫn còn con này là toàn thân carbon suốt suốt cước đây ạ à. số 2 là 220 số 3 là 150 số 4 là 100 sai thực là 3 đến 3.000 năm đến 4.000 nha sai thực đầm đó mô binh là mô binh sống nha để gà kêu gà cước đẹp chắc tốt nha lăn cước sáng đẹp màu màu đen nhá màu đen bóng tay quay thì đổi tay trái phải đều được một chiều chốt chặn đây ạ à? đây cái độ dơ nó độ dơ nó cao một tí đây đây cái độ dơ nhá hai chiều đây à? quay nhẹ các anh nhá con này quay nhẹ đai qua con này mã số 16 giá là 200k mã 16 nhá giá 200 mã số 17 là một con uh, tốt nha con này chibi sai note xf 700zm số cước là 1.5 130 số 2 là 100 số 3 là 1665 sai thực của nó là 1.000 đến 1.000 năm mẫu pin sống ra nhá đây cá tiêu ghi sẵn là 5.2 chạy bon 10 đi đây, toàn thân là carbon nhá. Gạt cứ đẹp, chắc tốt nhá. lăn cước sáng đẹp luôn à. Tay quay thì đổi tay trái phải đều được. Dòng GOB Sinus thì rất là mượt. Một chiều chốt chặn đây. Nếu mà nó hoạt động tốt thì rất là mượt. Đây, em mời các anh xem. Có này là bạn mà, Nhật Bản luôn nhá. Japan, bản Japan. Là hàng nội địa Nhật Bản cho mình. quay rất mượt nha các anh nha. Cá anh câu lưu và câu cá nhỏ được nha. Thì nó rất là bền. Con này mã số 17 giá là 370k. Mã 17 nha, giá 370 đây. Bên dưới thì có ít thôi. Nước sơn là màu màu bạc. vẽ các anh sơn cái tay là ok. Con tiếp theo Shimano G1. đã tiêu ghi sẵn là 3.8. Con này ngõ hình hơi cũ một tí. Cái cối là cối nhựa, cối mũ nha. Đây. Mũ pin sống đây. gạt cước đây ạ à. Cách tốt nha lăn cước sáng đẹp luôn Đây Bên dưới cũng vậy luôn nha Tay quay thì đổi tay trái phải đều được Hai bên đều được Con này là hàng nội địa Nhật Bản Một chiều chốt chẳng đây Con này sai thực là tầm là 5.000 nha 5 đến 6 000 cho mình Gần đó Tầm 5.000 nha hai triệu đây ạ à. Đây Con này cho cái mua về câu Câu lóc được nha bên mã này có in chữ rất đẹp con này mã số là mã 18 giá là 220k mã 18 giá 220 nhé ngoại hình nó hơi xấu một tí mã số 19 đây cái cối nó đẹp cái cối nó dạng màu gold cho mình hãng Shimano MIGGLS 2000 đất đây power power jet nhé power jet em mời các xem con này hàng nội địa Nhật Bản mà đây cái sai size thực của nó là tầm là 6.000 độ lên đến 7-8.000 gì đó số cước số 3 là 1 400 số 4 là 325 số 5 là 2 số 5 là 235 nhá cái cối là cối hợp kim đây lưỡi gà còn keo ca nhá cái cước đặt tốt nha đây, tay quay trái phải đều được lăn cước còn sáng ạ à. một chiều chốt chặn đây thì em không tụng tay trái cho lắm em quay cái là em thả ra các anh nhá con này thì quay nó nhẹ đây quay nó nhẹ nha đây con này mã số là mã 19 giá là 370 k nhá sai thực là 6.000 đến 8.000 mã 19 giá 370 con tiếp theo là một con sai 10.000 sai 10.000 nha. con này có thể là 10.000 đến 10, 10. 11 12.000 cho mình cối là cối hợp kim ạ à. đây con này là chốt đi đây chốt đi 630 con đây Hà nối đi nhật nhá em mời các anh xem con này thì nó hơi hơi đợi đợi đợi, đợi, lâu rồi Hà nối đi nhật nhá chạy cước đẹp đây, à. đây. lăng cước sáng đẹp luôn nhá rất là sáng đẹp mô bin là mô bin sống đây bên trong đây mời các anh xem con này thì tay quay trái phải đều được nhá con này cho các anh săn hàng cá lớn và câu cá biển nè. À. một chiều chốt chặn đây những dòng mấy nhôm dạng này rất là bền các anh nhé nếu mà nó hoạt động tốt thì rất là bền đây mời các anh xem tay quay hai bên đều được nhá rất là mượt ạ đây nước sơn của nó thì dễ sơn thôi cái về cái sơn lại là ok mã số 20 giá là 370 k mã 20 nhá giá 370 trăm bảy lớn ạ à. mã số 21 con này carbon cho mình đây atlas con này là hãng olympic ạ à. còn khá mới khá là mới nha con này là hàng nội điện Nhật Bản cho mình. Đây, mô binh là mô binh sống nhé. Các anh đợi một tí. Đây, mô binh sống nhé. Nghiêm cái rất là chắc. Số cước đây. Số 4 là 340. Số 5 là 240. Số 6 là 200. Size thực là gần 8.000 cho mình. Size thực đây, gần 8.000 nhé. Là tầm là 7, 7 8.000 đó. Rất tiêu ghi sẵn là 4.36, khá cao. Đây, gạch cước đây. Rất tốt ạ. À bên trên đây còn khá đẹp cho mình dòng áp lắp lăng cước sáng đẹp luôn nhưng mà anh xem ốc vít thì còn rất là sáng ở đây đây con này còn khá đẹp đây chạy không có chạy nha chắc là ít chạy thôi tay quay tay quay kim loại nhé. một chiều chốt chặn đây con này cho các anh câu lục được nhá hai chiều đây ạ à. rất là bạo lực con này mã số 21 giá là 420 nha. mà 21 giá 420 con tiếp theo đây con này Olympic toàn thân là hợp kim nghiên khối cho mình cho mình săn hàng nhé mô pin là mô pin sống rồi đây lưỡi gà kêu rất là lực số cước của nó số 4 là 280 số 5 là 240 số 6 là 190 số 8 là 150 số 10 là 125 sai thật là 7 đến 8.000 sai thật sai lớn nha bên trên thì cái nấm nó có thông số bên trong bên 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 trong bên dưới đây em mời anh xem có thông số nha thông số được con một bên sóng gạch cước đây con này thì nó tiếp xúc nước biển bên trong đây ở ngoài thôi bên ngoài đây thì nó có bị muối ăn về mình làm lại nhá lăng cước thì còn rất là mượt màu hồng đây cái má có in chữ Olympic tay quay thì đổi tay trái phải đều được nha con này là hàng nội địa nhật nha mỹ in Japan. một chiều chốt chặn đây hai chiều đây ạ à. cái nút bật rất là lực lên nhá đây rất là nhạy luôn <laughs> tay quay trái phải đều được anh à nhá đội tay đều được con này mã số là mã 22 giá là giá 700k nhá mà 22 giá 700 con tiếp theo con này rất đẹp đây còn rất đẹp con này người dùng thì bảo quản tốt nhá ở đây thì nó chống cần chống cần thì nó không tránh khỏi chạy xước. Con này hãng Ryobi 1 giá tiêu ghi sẵn là 4 475 của hàng nội địa Nhật Bản nhé. Đây, có in đây. gạch cước đẹp. À. Con này sai thực là 2.000 cho mình. Mô pin sống nhá Cối là hộp kim. Đã tiêu ghi sẵn là 4 475. Số cước là số 2 170, số 3 là 120, số 4 là 90. Đây còn khá đẹp nha các anh nhé. Đây, con này mua mua về rất là đáng. Giá lại tốt, đây lăn cước rất là sáng nha tay quay trái phải đều được nha một chiều chốt chặn đây đây con này thì các anh về các anh bẻ bẻ cái này lại bởi vì nó 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 ra xa quá lâu lâu đây lâu lâu nó nó quay nó đập nó đập chúng nha bẻ nó lại hoặc là xí có ốc chặt lại hai chiều đây ạ à. đây không đập nha con này mã số là mã 23, giá là 300k nhé. Mã 23 giá 300. Con tiếp theo là một con Kodia xuất nhật. Con này tay quay đôi. Đây, khá độc lạ tay quay đôi nhé. Dina na -nắc, Đây. Suzumi, của hãng Suzumi. Đi na nắc 3.000. Sai thực của nó là tầm 3 đến 4.000. Tốt cước đây. Số 2 là 200, số 3 là 150, số 4 là 110, trả tiêu rất cao 5.7 các ca anh con này vui rất là tốt luôn rồi toàn thân là carbon cuối là hợp kim mô pin là mô pin sống nhá bên trên lưỡi gà bên trên nấm thì nó kêu mô pin sống luôn đây gà cước đây chắc tốt lăng cước rất là sáng mượt luôn nhá con này đây rất đẹp nước sơn dạng màu bóng lục đây đây tay quay một chiều chốt chặn đây hai tay quay nhá tay quay đôi Hai chiều đây ạ. À. Con này rất là chắc chắn nha các anh nhá. Đây, tay cầm tất cả đều rất là chắc ạ. Con này mã số 24 giá là 330 nha. Mà 24 giá 330k hãng Suzumi. Con tiếp theo. Con này một bên tay nhá, con này cũng giống như dòng Ace đây. Đây. AC20, con kia là AC30 thường thấy. Giá tiêu ghi sẵn là 3.9 ạ. À số cước đây số 2 290 số 3 200 số 4 là 130 sai thực là 3.500 đến 4.000 cho mình 3.500 đến 4.000 nha. thì con này chỉ có một bên tay là một bên tay phải kẹt cước đây đây kẹt cước tốt ra à, nhá đây tới phần này tới cúc này nó mới bật nha, đây tới cúc này nó mới bật đây cái anh về dùng nhiều thì nó sẽ tự nó nó, nó lành lại đăng cước thì còn mượt nhá còn mượt nó bị dính rêu thôi mô bin là mô bin sống ạ à. Con này thì nước sơn là một xanh nhá. Đây, bên Nhật về như nào thì bán như vậy không có sơn ra nhá. Các anh thấy cái điện nhận điểm chày đây. Nếu mà sơn lại thì không thấy những điểm chày rồi. Đây, nước sơn một xanh nhá. Các anh về các anh sơn lại cũng được. Tay quay một bên tay phải. Đây. Hoạt động rất tốt nhá. Con này thì hoạt động rất tốt ạ. À. Con này mã số 25 giá là 200k nhá. À 25 giá 200. Con tiếp theo một con size nhỏ, size 2000. Olympic CV 700DX. Con này đẹp nhé. Nếu mà nó còn đẹp thì rất là đẹp thôi. Bởi vì đây, cái ngoại hình đây rất đẹp. Nước sơn này sơn màu màu đen nhé. Nó bị chóc sơn các anh về các anh sơn lại. Đây, gạt cước đây. Gạt cước tốt nha. Mô pin là mô binh sống lưỡi gạt kêu. Cối là cối hợp kim nhá Cối hợp kim. Con này số cước số 2 170, số 3 115, số 4 là 80, size thật là 2000 nha con này dạng lùng cho mình dạng thấp đây tay quay đây tay quay vuông góc nha một chiều chốt chặn đây con này là hàng nội địa nhật bản ca nhá đây hai chiều đây ạ à. hai chiều cũng có âm thanh nhá ca nhá đây cũng có tiếng kêu cho mình con này mã số 26 giá là 190 k cho canh về sơn lại mã 26 giá 190 nha Mã số 27 con mấy câu biển nha. Con này thì vẫn còn chạy nhưng mà cái nút của nó bị mắc rồi. Các anh về các chế cái nào vô thì mình bấm lại nha. Bấm trở về số 0. Cái núm spool của nó dạng màu vàng gold. Dây cước dù thì vẫn còn đầy đủ nha. Con mấy câu biển À. Con này là Alien 700. Của Korea xuất nhật. Đây. Còn rất là mới đẹp luôn các anh nha. Đây mấy câu biển một chiều chốt chặn đây rất là mượt các nhé đúng spool ở bên này các anh muốn chặt lại thì mình quặng lại thôi còn nhá còn nhiều đây đây ở đây thì nút uh, xả cho mình à, nút hai uh, chiều nhá hai chiều và một chiều chốt chặn ở đây là nút xả nhá nút xả Thì con này là có mã số là mã số 27, giá là 208 nha. Đây, giá tiêu ghi sẵn là 4.3. Giá tiêu 4.3 các nha. Mã số 27 giá 208, các anh đợi một tí em lấy cần cần cho các nha. Chống lượng của nó là 468 g nha. Mã số 27 giá 208. Con tiếp theo con này cũng là dạng uh, câu, câu biển câu dích cho mình. Đây, Super 200 hãng Shimano. Con này là hàng nội địa Nhật Bản nhé. Tay cầm là đúm gỗ. Shimano nhé. Đây, tên rất đẹp. Xả cước đây. Hoạt động bình thường ra anh nhé. Núm spoon vẫn còn. Ở đây là hai chiều. Thì con này không có dây em quay hai chiều ngược lại cho các anh xem. Nếu mà có dây thì quay sợ nó rối. Đây. Con này trọng lượng của nó là 391 gram. 391 gram nhé. Hàng nội địa Nhật Bản con này mã số 28 giá là 350k. Mã 28 nhá, giá rưỡi. Mã 29 ạ, à, con này dạng tròn dạng nhỏ cho mình. Đây, em mời các xem. Đây. Shimano Titanot Carbon Titanium, thân là carbon, tay cầm là kim loại, hợp kim cho mình. Đây. Trọng lượng của nó là 368g. Đây, bên này Shimano vẫn còn in rất là đẹp. Một chiều chút chặn đây con này có một chiều chốt chặn và nút xả cước nha. nút xả cước cả, à. đây. ở đây thì nó có tắt âm thanh cho mình, đây tắt âm nhá, là nút nút hai chiều cho mình, đúng rồi, đúng rồi, em tưởng nút uh, bật âm tắt âm nhưng mà nút hai chiều nhá và nút một chiều chốt chặn, đầy đủ rồi nha. toàn thân là carbon, tay cầm là kim loại, đây. hàng nội địa nhật bản nha. đây thì con này là xin lỗi, con này là malaysia nha. Malaysia xuất nhật tem vẫn còn mã số 29 giá 350k mà 29 nha, giá 350 đây tiếp đến là con máy biển đây size to đây em so sánh cho các anh xem nha con này là cái tên nó mờ rồi em cũng không đọc nổi các anh nhé đây các anh hay hai câu các anh biết biết uh, về hạn nào thì các anh uh, đặt nhé nó có nước sơn này nó có hơi cũ đây Câu này thì thông dụng những dạng những dạng này thì rất là nhiều anh lấy nha. Đây. Một chiều chốt chặn đây. Cước vẫn còn đầy luôn nhá cước Nhật ạ. À. Cước này câu cá nha, đây. Cước này số số lớn rồi, số tầm số 10 rồi, số cao rồi. Một chiều chốt chặn đây. Quay bình thường các nhá. Đây là hai chiều, hai chiều nhá, em không quay ngược lại, quay ngược sợ rối. Ở đây là nút xả cho mình. Đây, nút xả đây đây nút xả nha thì cái cái thanh gạt nút xả của nó muối muối nhẹ nha bị muối à nó để lâu nó để lâu tiếp xúc nước nước biển nó không rửa đây bên đây đầy đủ nhá Con này là hàng nội địa nhật đây cái bánh đây vẫn còn rất là đẹp em mời các anh xem cái răng đây đây răng con lăng đây còn rất là đẹp nha mã số của nó là mã 30 giá là 270 k mấy câu biển nha thì con này nó có trọng lượng là một ký lẻ tám nha một ký lẻ tám ạ 8 gam. Đây. Mã số là 30, giá là 270k. Đây, con tiếp theo. Con này dạng tròn nhưng mà không có cái môi trề ra nhé. Đây, em mời các anh xem. Cũng khá gần, khá bằng nó rồi. Con này là hãng Daiwa qua, Dynamic 700S. Đây, những có ốc còn rất là sáng đẹp luôn. Một chiều chút chặn đây. Một chiều chút chẳng có tiếng kêu cho mình đây là hai chiều nút xả đây đây đầy đủ các nhá dạng tròn bên trong đây bên trong còn khá ok mình về vệ sinh lại con này mã số là mã số 31 giá là 270 k cái trọng lượng của nó đây trọng lượng của nó là 735 trăm ba mươi gam nhá bảy trăm ba mươi nấm vẫn còn đây nấm đây nấm subun đây ghiềm cá nha. Mã số là mã 31 giá là 270. Mã số 32. Con này thì cái cối bên cái 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 lô cất bên trong là bằng nhựa nhá, bằng nhựa cho mình. Đây. Con này là của hãng Ryobi, Alex 200. Đây, giá tiêu ghi sẵn là 5 3.5 nha. Quay rất mượt. 1 triệu chốt chặn đây và cái nút xả Đây. Con này thì nó có trọng lượng là 526 gram nhá, bởi vì nó nhẹ bởi vì cái 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 lô bên trong bằng nhựa. Cái ốp ngoài cũng bằng nhựa nhá. Bằng nhựa còn cái phân này, phần thân này là dạng kim loại cho mình. Nó lạnh cả nhá, nó lạnh. Kim loại dạng nhôm, dạng nhôm hoặc kim nguyên khối cả nhá. Đây, con này mã số 32 giá là 250k. Mã 32 nhá, giá 250 rưỡi Mã 33. Đây, con này VIP ca nhá. Daiwa Tana Hunter SS60. Đây Max Radio ghi sẵn là 3.8, số cước luôn, có số cước cho mình. Số 6 là 450, số 8 là 350, số 10 là 300. Chảy 3 bon 10 đinh là 3 bạch đạn cho mình. Đây, tay cầm núm gỗ nha. Một chiều chốt chặn đây. Đầy đủ coi nhá Ở đây nút 2 chiều. Đây, 2 chiều đây đấm spoon vẫn còn xả cước thì vẫn ok luôn đây đầy đủ coi nha đây bên dưới đây bên phần trong đây đây ốc vít thì còn sáng luôn nhá coi nhá hạng đai qua con này thì có, có cái con lăng đo luôn đo mét luôn cho mình luôn đây bên dưới đây đây thì cái phần này phần này thì bởi vì các anh chưa vào cước thôi vào cước thì nó sẽ không bị chặn lại nha. Đây, cái khúc này nha. Đây. Con này mã số là mã số 33, giá là 270k. Trọng lượng của nó là 660g, 660g nhá. Là 6 lạng 6. Con cuối cùng, mã số 34, con này hàng nội địa Nhật. Đây, con này hãng Olympic New Donzuki 300 hàng Nội đi Nhật nhá. Cái núm spoon vẫn còn ok, chắc là ok luôn nha. Đây, rất cứng. xạ đây. Cái lô cước bên trong cũng là bằng nhựa nhá, cho mình nó nhẹ hơn thôi. Đây. Đây. Hai chiều đây ạ. À. Đây, thì cái này nó hơi cứng một tí. Một chiều chút chặn đây, vẫn bình thường đó nhá, vẫn có đầy đủ ạ. À. Và cái nút xả đây ạ. À. Đây nút xả đây bình thường hết các nhé hoạt động vẫn bình thường hết cho mình cái phần này nó mới bấm gạt xả được đây cái phần khúc này nhá khúc này nó gạt xả được đây con này thì trọng lượng của nó là 571 g nhé 571 g ạ à. mã số cuối cùng mã 34 giá 300 mã 34 giá 300 nhá bên trong bằng nhựa bên ngoài cũng bằng nhựa ở đây cái phần chính giữa là hợp kim cho mình em xin kết thúc video tại đây cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em ủng hộ em một like và một lượt đăng ký đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo em sẽ ra nha em sẽ ra trong ngày để phục vụ cho các anh đi cầu à, ship sớm cho các anh em có ship có toàn quốc các anh nhé ở đây có cái con lăng chi cước cho mình nha đây con lăng chi cước